Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chủ trì buổi gặp mặt trực tuyến toàn quốc với đại diện lực lượng y tế tiêu biểu nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Sự buổi gặp mặt ở điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương và chia sẻ những hy sinh mất mát của đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch nói chung và đội ngũ y tế nói riêng. Trong thời gian gần 600 ngày dịch bệnh hoành hành, đây là một trong những thử thách khó khăn chưa từng có trong tiền lệ. Trong khi đó, vừa phải chiến đấu với dịch ở vùng dịch, vừa phải duy trì chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đã có hàng trăm nghìn y bác sĩ không quản ngại khó khăn, dũng cảm, sẵn sàng gác lại việc cá nhân lên đường đương đầu với dịch bệnh, nhận rủi ro về mình, thậm chí còn hy sinh cả tính mạng để giành giật sự sống cho nhân dân. Đồng chí mong muốn lực lượng y tế tiếp tục phát huy tinh thần lương y như tử mẫu, không chỉ trong phòng dịch mà còn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tại hội nghị, đồng chí yêu cầu các bộ ngành, các địa phương khẩn trương xây dựng cơ chế hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu, tuyên truyền nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm lòng nhân ái trong phòng chống dịch. Đồng thời, duy trì đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn với tình hình mới trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường. Nhân dịp này, đã có 138 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng chống dịch được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.